Mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Và ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ giúp anh chị và các bạn có thêm thông tin về chiếc xe Mercedes-Benz E250 sản xuất năm 2014, xe lắp ráp trong nước. Có ngoại thất là màu đen. Nội thất ghế da của chiếc xe trang bị cho anh chị và các bạn hệ thống ghế da màu nâu cực kỳ đẹp. Với đầy đủ những cái tiện nghi, tính năng an toàn cao cấp ở trên mẫu xe thương hiệu của nhà Mercedes ở phần đầu xe thì nổi bật với hệ thống đèn bi chiếu sáng cũng như là các chi tiết à, giải đèn nét định vị ban ngày hệ thống cảm biến trước sau được trang bị đầy đủ mâm trang bị mâm năm chấu hợp kim và những cái đường nét về lốp thì chắc à, anh chị bạn có thể nhìn qua clip cũng thể thấy được là lốp vẫn còn rất đẹp một sàn lốp mít hệ thống gương kính chỉnh điện thích hợp báo rẽ rồi là có trang bị cho anh chị và các bạn những phần lẹp mạ chân kính sơn si của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao. Những phần như này, dán kính, thảm trải sàn cũng được trang bị đầy đủ cho các bác. Anh chị và các bạn đang có nhu cầu tìm hiểu thông tin thì mình có thể qua trực tiếp cửa hàng Ngọc Diễn Auto. Số 116 Lê Văn Đương, Thanh Xuân, Hà Nội để có thể xem xe và trải nghiệm lái thử. Khi mua xe thì cửa hàng luôn khuyên anh chị và các bạn hãy mang xe vào hãng hoặc một bên thứ ba. Mình tin tưởng để mình có thể check kiểm tra Đảm bảo cho anh chị và các bạn Tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn Ngập nước Tất cả các điều khoản Đơn vị đều có thể hiện rõ Trên văn bản hợp đồng giấy tờ Nên các bác cứ yên tâm Đây là những đường nét về hệ thống keo chỉ Cũng như là các phần Không gian cốp chứa đồ của chiếc xe Với một không gian cốp chứa đồ Rất là rộng rãi Những cái chi tiết Đồ nghề tất cả các chi tiết đồ nghề của chiếc xe thì vẫn còn đầy đủ cho anh chị và các bạn có thể kiểm tra check test phần nốp sơ cua nòng tung cốp của chiếc xe không hề có hiện tượng đâm va về phần đuôi và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua lại về phần đuôi xe cũng như là nhìn cái nhìn từ phía sau của chiếc xe này rồi ta sẽ cùng tham quan về không gian khoang à, hành khách hàng ghế thứ hai để ngắm nghĩa cái độ rộng rãi cũng như là nó có những cái tiện nghi gì. Chiếc xe đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, lăn bánh với quãng đường là 9,4 vạn km. Phút đầy đủ lịch sử bảo dưỡng tại hãng cho anh chị và các bạn có thể check kiểm tra. Tầm giá của chiếc xe này thì bây giờ nó cũng vô cùng hợp lý, chỉ khoảng hơn 600 triệu là anh chị bạn có thể sở hữu một chiếc xe thương hiệu hạng sang. Và cái... Cái mẫu này thì nó sẽ dành cho những các bác đam mê về tốc độ Cũng như là mong muốn có một chiếc xe an toàn Thì đây là một cái sự lựa chọn Còn nếu mà các bác mà đắn đo về quá trình bảo dưỡng Thì mình lên sử dụng những cái mẫu xe Trong phân khúc hạng C giá rẻ Như mấy dòng xe như Mazda 3 Hay là Kia Cerato Hay là những cái dòng xe của nhà Toyota Đấy, Những dòng xe đó sẽ bền, lành cái tính năng của nó option của nó thì nó cũng sẽ không có nhiều. Nhưng mà nó nó lại giúp anh chị và các bạn có thể là cân đối. Vì một đằng thì mình có thể mua được xe mới, một đằng thì mình mua được một chiếc xe cũ. Nhưng với chiếc xe cũ này thì luôn được an tâm về cái độ an toàn được khẳng định trong rất nhiều năm qua rồi, khung gầm chắc chắn. Mỗi chi phí bảo dưỡng của chiếc xe thì nó hơi mắc chút nhưng mà cái vấn đề đấy không phải là vấn đề để mình quan tâm quá nhiều. Đây là những đường LED tổng quan về sơ qua như hệ thống nhớ ghế này, các phím điều chỉnh lên xuống kính, chỉnh gương. Các tiện nghi cao cấp được trang bị thích hợp đầy đủ. Thảm trải sàn được nâng cấp lên thảm trải sàn 6D rồi. Đây là hệ thống ghế ngồi của chiếc xe anh chị nhé. Với những chiếc xe cũ này mình lên chắc chắn thì mình cũng mang vào hãng một bên thứ ba Mình tin tưởng để mình check kiểm tra Như vậy nó sẽ kỹ hơn Vô lăng tích hợp này Đấy. Có cần số sau vô lăng Ở những cái phiên bản này Đã có cần số sau vô lăng rồi anh chị ạ Hệ thống vô lăng Và những cái phần Set crew control Ở phía sau vô lăng Và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn Cùng ngắm qua về cái máy móc của chiếc xe Để anh chị và các bạn Có thêm cái thông tin Chi tiết về chất lượng của chiếc xe. Khi anh chị và các bạn xem cảm thấy ưng thì mình có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình ta cùng trao đổi về một cái mức giá hợp lý nhất để anh chị và các bạn có thể sở hữu chiếc xe này. Em cũng uh, tổng hợp sơ qua anh chị và các bạn có thể nắm rõ như sau. mercedes Celeben E250 sản xuất 2014, một chủ từ mới, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá 655 triệu giá này thì em vẫn còn giảm và thương lượng có hỗ trợ đầy đủ các thủ tục sang tên di chuyển giao xe toàn quốc cho anh chị và các bạn